Dạ em xin chào cả nhà, thì ngày hôm nay em có đến nhà vườn của bạn Thương ở ấp Tân Trung, xã Hưng Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để quay giao lưu với cả nhà một số mặt hàng may giống và may ghép nha cả nhà. Rất mong cả nhà mình xem tham khảo và ủng hộ cho bạn Thương nha. Chào Thương nha. Rồi em chào anh Trọng nha. Rồi. Em chào cả nhà mình nha. Nay vườn em có một số may giống với may ghép muốn giao lưu với cả nhà mình nha. Rồi. Địa chỉ nhà vườn mình là địa chỉ nhà vườn mình là ở Tân Trung, Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Rồi. Số điện thoại của em là 0356751219, cũng là số Zalo của em luôn nha. Rồi. Clip này cũng là clip đầu tiên bạn Thương đến kênh, rất mong cả nhà mình tham khảo và ủng hộ bạn giúp em nha cả nhà. Rồi đầu tiên mình tham khảo cái mặt hàng mai đôn trước em. Dạ mai đôn ạ. Mai đôn này là hai mùa nhưng mà tại vì đôn kiểu như đôn sát quá thì nhìn tàn nó cũng dữ, mai này thì mua về thì cả nhà mình cứ để về Tết là chơi qua được luôn. Cái này là giỏ Thủ Đức không á? Dạ, giỏ Thủ Đức ạ. Rồi cả nhà mình tham khảo vài gốc nha cả nhà, thì cái này là kiểu như mình quấn đế đa dạng hả Thương? Dạ đúng rồi. Rồi quấn đế đa dạng cả nhà. Còn cái quành cỡ này nó quành, nói chung là cái gốc này là nó nhỏ nhất nha cả nhà, gốc này có chừng nó bự hơn điếu thuốc, bự hơn cây bút bi nha cả nhà, nhỏ hơn cái ngón tay út một xíu nè. Rồi còn cho anh tham khảo vài gốc đó nữa nè. Rồi mấy gốc này thì bự hơn nữa nè cả nhà, nói chung là cái gốc nhỏ nhất thì nhỏ hơn ngón tay út của em đi, gốc bự hơn thì nó cũng cỡ ngón danh ngón giữa được hắn Thương. Dạ đúng rồi anh. Rồi hàng này là hàng đôn hai mùa rồi hết Thương. Dạ cũng có quán rễ đa dạng nè. Đây để anh quay vài gốc cho cả nhà mình tham khảo. Cái này em định giao luôn sao Thương? Cái này thì 40.000 một cây. 40.000 một cây. Dạ. Đơn từ 150k đó lên thì em rồi, giao hàng cho anh coi vài gốc. Đơn hàng từ 150.000 là nhà vườn sẽ gửi hàng cả nhà. Dạ. Rồi đơn 300 đó lên thì em bao ship. 300.000 thì nhà vườn bao ship. Rồi cái hàng này là đôn, nói chung là nó ra cành nhánh rất là tốt rồi cả nhà mình. Về mình có thể mình một là mình chơi Tết, hay là mình trồng đất cũng được nha cả nhà. Đó, tất cả đều có quấn đế hết nha. Cái này cả nhà mua về cứ để về tới Tết là chơi hoa được. Còn muốn quấn thì muốn sửa tàn thì mình sửa, không sửa thì mình để như vậy. Còn sát quá hơn Thường. Con sát về cho nó cành nhánh nó cứng ngang. Mình chơi bonsai mình để bàn mini nhìn nó cũng đẹp hết cả nha. 40.000 một cây thôi. Bên đây em còn nhiều không Thương? Dạ số lượng em còn nhiều lắm cả nhà. Là nguyên cái khu này luôn hả? Dạ đúng rồi. Hồi ôi. Dạ cả nhà mến thì cứ liên hệ đi, cứ lựa gốc thì em sẽ chịu cực lựa cho cả nhà mình. Rồi. Dạ, những gốc mà có quấn đồ rồi tàn nhánh đồ đều thì em mới giao. Số điện thoại nhà vườn em để góc bên trái bên đây, số điện thoại có Zalo hả Thương? Dạ. Rồi có gì cả nhà liên hệ giúp em, nhà vườn sẽ lựa cây cho cả nhà cả nhà. Rồi đây cả nhà mình tham khảo quá rất là nhiều cây luôn, cả nhà lấy số lượng sẽ có giá tốt nha. Đây cái này nhị ngọc toàn. Rồi bây giờ mình tới cái mặt hàng mai giống nha cả nhà, nhị ngọc toàn. Nhị ngọc toàn. Rồi nhị ngọc toàn lá xanh nè cả nhà. Thì cái này cái quành gốc em thấy con chừng bao nhiêu được cỡ ngón út ăn lên nha. Cỡ chừng ngón tay út ăn lên cả nhà. Cái quành gốc cỡ chừng ngón tay út nè. Thì cũng có nè. Quấn này quấn đa dạng. Rồi để quấn đa dạng, cái chiều cao này em thấy con chừng bao nhiêu được? Như cây này thì nó cao hơn gang tay của em nhiều cả nhà. Rồi. Còn như gốc này 20 ăn lên đi cho dễ. Rồi thấp nhất là 20 đi ha. Để có quấn đa dạng hết cả nhà. Cái này mình ghép được bao lâu rồi Thương? Cái này được hơn một mùa rồi anh. Cái này em nhớ luôn sao? Cái này là 60k một cây. 60.000 một cây. Rồi đơn trên 150k thì em gửi hàng. 300k thì em bao ship. Số lượng em có nhiều không? Cái này thì cũng còn vài trăm hả anh Đọc. Rồi cái này mình về mình lấy cũng khá bo nè cả nhà. Nhị ngọc toàn thì cả nhà như cả nhà cũng biết á, nhị ngọc toàn nó có tối đa ba cái mặt hoa cả nhà, nhưng mà mặt hoa phổ biến của nó là cái màu kem kem cả nhà, nó có sọc vàng vàng á. Cả nhà mình tham khảo ha, cái này là hàng mình sưu tầm mình lấy bo nha. Lấy bo. Rồi cứ là đơn 150.000 thì nhà vườn sẽ gửi hàng, còn 300.000 thì nhà vườn sẽ bao ship. Còn cái đơn mà nó nằm ở khoảng từ 150 dưới 300 á thì cái tiền ship có nhiều bao nhiêu em? Cả nhà phụ em chừng 30.000 tiền ship là được rồi. Rồi. Cả nhà mình tham khảo nhị ngọc toàn lá xanh cả nhà. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo là cái này là cúc Tân Châu. Cúc Tân Châu ha. Dạ. Bên đây là cúc Tân Châu cả nhà. Cúc Tân Châu này thì là hàng đôn. Hàng đôn mình chưa Tết. Dạ đúng rồi. Rồi. Cái này mấy mùa rồi? Cái này 3 mùa. Đôn sát quá ha. Dạ cái này là đôn sát nên tàn nó ra chưa nhiều gì. Cái này về cả nhà nuôi lại con tàn ra là chơi Tết được. Cái hoành gốc này cũng bự ha em. Hoành gốc này chắc mình lấy 4 ngón tay được ha, bỏ ngón tay út ra đi ha. Dạ. Để có đa dạng nè cả nhà. Chiều cao này để em bướm tay giùm anh, chiều cao này có chừng bao nhiêu Thương? Chiều cao là chắc cỡ 30 lấy lên. Rồi. Cái đoạn này em dựng lên nữa là được á. Rồi. Chiều cao như vậy là khoảng chừng 30 trở lên nha cả nhà. Cũng có gốc cao thì gốc thấp, có gốc này thì 20 nè. Cúc Tân Châu cả nhà. Đây cho anh tham khảo về gốc. Cái này em giao luôn sao đây Thương? Cái này thì 90.000 một cây. Rồi rồi. 2 cây em gửi hàng, 4 cây em bao ship. Cái lô này nó liền ở trơn nè cả nhà. Dạ, liền cốt hết trơn. Lâu rồi cả nhà. Cốt liền hết. Hàng này là hàng mình chơi Tết nha. Thì cả nhà mình lựa
Cả nhà ơi, thì cái này mình về mình thay chậu á cả nhà, rồi tết mình chơi tết ha, hoặc là cả nhà mình là mình lấy số lượng mình kinh doanh tết cũng được hết thương à. Dạ đúng Rồi 90.000 một cây cả nhà, cúc Tân Châu ha. Rồi tiếp rồi. theo, Đây có bạch mai đọt hồng. à bên đây có bạch mai đọt hồng hàng giống nha cả nhà, Đây. bạch mai đọt Hàng hồng này cả nhà mình lấy bo được rồi. cái này để cây cái hoành gốc này nó nhỏ nha cả nhà, hoành gốc này có chừng chắc cái đầu đũa không ăn á, nó cỡ đầu đũa không ăn á cả nhà. Chiều cao này nếu mà dựng đọt lên chắc cũng khoảng gan được không em? Dạ được á. Gan gan là ok. thì những hàng mai giống như vậy thì nhà vườn sẽ vô dây mình dựng Vô đọt dây mình mới dựng gửi. đọt lên mới gửi. Rồi cả nhà cứ an tâm không có sợ bị gãy bo bị Hàng này là gì hàng đó ha. lấy bo. Bạch mai đọt hồng cái này em giao luôn sao đi. Cái này 60.000 một cây, 60.000 một cây, 3 cây em gửi hàng. Rồi bạch mai đọt hồng cái nha, cái đọt nó hồng hồng cả nhà. Đó, những cái hàng này thì nhà cái nhà về mình chú ý mình để trong cái bóng mát xíu nha, chứ lúc này nắng như vậy mình để ngoài nắng cái nhà nó bị cháy lá nha. Tiếp theo mình tới mặt hàng nào. Cái này em có cúc thọ hương. Cúc thọ hương hai này còn cái này cũng 3 mùa. Rồi nó như cái hàng cúc Tân Châu nãy ha. Dạ đúng rồi. Nó già rồi cả nhà. Đây cúc thọ hương nè, liền thân liền cốt hết trơn này cả nhà. Bên này thì nó chiều cao khoảng chừng bao nhiêu em? Chắc 30 40 được không? 30 40 chứ. 30 40, cái hoành gốc cũng bự cả nhà, nói chung là mình lấy có chừng 4 tà 4 ngàn tây Úc rồi đi ha. Để có quấn đế luôn nè cả nhà. Cúc thọ hương. Này đó. Anh chị mua về chơi Tết là ok. Cái này em giao luôn sao đi. Cái này thì cũng 90k một cây. 90.000 một cây đồng giá với lại bên đây luôn ha. Cúc Tân Châu. Rồi còn đồng giá cúc Tân Châu luôn. 2 cây em gửi hàng, 4 cây em bao ship. Rồi, 2 cây như vậy nhà vườn sẽ gửi hàng nè cả nhà. Còn 4 cây nhà vườn sẽ bao ship, nói chung là đơn hàng 300.000 trở lên thì nhà vườn sẽ bao ship nha. Mỗi loại cũng có số lượng phải không em? Dạ đúng rồi. Đây cả nhà ơi, cả nhà mình tham khảo dày góc ha. Cúc thọ hương hàng chơi Tết, hàng đôn nha cả nhà. Đó. Chỉ có vài chục ngàn một cây thôi, mình có cây mình chơi Tết ha. Rồi tiếp theo cũng có dảo như ý. Dảo như ý cả nhà. Cái giống này lúc này cũng đang hút lắm nha. Cái này để cả chiều cao em lấy khoảng chừng bao nhiêu được? 20 đi anh cho. Chiều cao là 20 nè. 20 lấy lên á. Cái này nhà vườn tại nhà vườn xịt thuốc đồng cho nên nó dính trên lá vậy nha cả nhà. Chiều cao thấp nhất là khoảng 20 nha cả nhà. Dảo như ý nha, cái giống mới nha cả nhà. Còn cái hoành gốc em lấy cỡ chừng ngón tay út không? Ngón tay út á. Ngón tay út ăn lên đi. Rồi, có mấy gốc nó bự hơn cả nhà, nói chung là mình lấy ngón tay út trở lên nha. Cái này em cho luôn sao? Cái này thì em cho luôn 200.000 một gốc. 200.000 một gốc như vậy. Hai góc thì bao ship. Hai góc thì nhà vườn bao ship. Dạ. Một góc gửi ha. Dạ. Rồi. Dảo như ý nha. Này cả nhà mua về lấy bo, vừa xài bo được mà vừa lấy bo được mà vừa xài gốc được luôn. Gốc cũng có quấn đế hết trơn phải không em? Có quấn đế đúng hết rồi, có quấn đa dạng hết trơn anh. Cả nhà mình có thể mình gộp đơn lại nhau, mình lấy cây này cây kia cả nhà. Miễn đơn đủ 300 này em bao ship. Rồi, 150 thì nhà vườn sẽ gửi hàng nha. Đúng rồi. Em có siêu bông Sài Gòn nha. Siêu bông hàng, Sài Gòn. Hàng này cũng hàng lấy bo. Này cả nhà lấy được nhiều bo à. Rồi, cái này nhà vườn thả dài cho cả nhà mình lấy bo này ha. Hoành gốc mình em lấy cỡ chừng mà cỡ nào được. Bi ăn lên đi. Cỡ chừng cây bút bi đó lên đi ha. Cũng có gốc bự thì nói chung là lấy từ gốc bi ăn lên cho nó dễ. Rồi. Từ cây bút bi cho tới ngón tay út cả nhà. Còn chiều cao em, chiều cao em lấy không chừng. Chiều cao thì tầm 30 ăn lên. 30 trở lên. Dạ. Rồi như mấy gốc này có chừng hang ghê, hai gang tay của em 40 cũng có cả nhà ha. Siêu bông Sài Gòn. Cái này em vô luôn sao đi. Cái này thì 45.000. 45.000 một cây, có quấn đế hết nha cả nhà. Dạ. Đó, siêu bông Sài Gòn 45.000 một cây. Cũng đơn 150 trở lên thì em gửi hàng 300 bao ship. Rồi. Tiếp theo là thọ hương cẩm thạch nha cả nhà. Thọ hương lá cẩm thạch này cả nhà. Thì cái bông nó cũng giống như thọ hương nãy thôi, nhưng mà được cái là mình chơi cái hàng lá này được cả nhà. Hàng này cũng lấy bo được nè, em thả dài cho cả nhà mình lấy bo. Rồi, hàng này hàng lấy bo nha. Dạ. Cái gốc này em lấy chứ cũng ngón út được không em? Dạ, ngón út lấy lên đi anh. Dễ. Rồi. Có gì cả nhà liên hệ nhà vườn đi, nhà vườn mình lựa cây gửi cho cả nhà tham khảo ha. Được thì ủng hộ nhà vườn giúp em ha, nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Bên đây chiều cao lấy con chừng ướm ta thử giúp anh đi thôi. Tầm 30 lấy lên ăn lên đó nha. Rồi, thấp nhất là 30. Cúc thọ hương lá cẩm thạch nè cả nhà, để này ăn đi quái nè cả nhà. Đó cả nhà tham khảo vài gốc bên đây ha. Hàng này hình như là cũng có bấm rồi đúng không em? Dạ đúng rồi anh. Đó, có những cây có bấm, có những cây mình thả nè cả nhà. Đó. Cái này em vô luôn sao đi thương. Cái này 65.000 một cây. 65.000 một cây. 3 cây gửi hàng. Rồi, 3 cây gửi hàng. Đơn đủ 300 bao ship. Rồi, cúc thọ hương lá cẩm thạch. Rồi cả nhà mình tham khảo nha. Tới hàng này là hàng gốc nhớt già mùa giả Thủ Đức nha cả nhà. Gốc nhớt già mùa cả nhà. Rồi hàng này là 4 hàng 4 năm mùa. Hàng 4 năm mùa. Dạ. Hàng này là hàng mình bao chơi Tết luôn nha. Hàng này mua về cứ để về tới Tết là chơi được luôn. Rồi. Cho anh xin thông số vài gốc đi em. Ví dụ như gốc nào thử gốc trước đi ha. Như gốc này. Gốc này thì chiều cao khoảng chừng 55 đây. 55. Đó, còn 8.000 em. Hàng này là hàng đôn rồi hết trơn nha cả nhà. 8.000
35. Tán ngang 35 nè cả nhà. À. Rồi, để anh quay cái gốc cho cả nhà mình tham khảo. Cái này 4 năm mùa thần chậu từ nhỏ tới lớn luôn các bạn. Dạ đúng rồi anh. Ừ. Cái hoành gốc có chừng nhiêu đó giùm anh cái hoành cây này luôn đi. Hàng này là liền thân liền cốt hết trơn nha cả nhà. Mình gốc này. Rồi đo thử giùm anh nha. À, cái đế cả nhà, đế thì kiểu như là mình quấn hồi xưa mình quấn đa dạng thôi, nhưng bây giờ mình nó cũng 10 chứ. Bây giờ nó cũng thun lại một cục rồi cả nhà, đế cũ ha. Ừ, để em quay cái chục ghép cả nhà. Bây giờ mình nhìn mình đâu có thấy được cái chục ghép cả nhà. Nó liền có liền hết trơn rồi. Đó, như gốc này thì em vô luôn sao đây. Cái này thì 400 ngàn một gốc ạ. 400 ngàn gốc này là gốc mình bao ship không? Dạ một gốc em bao ship luôn. Rồi. À, anh tham khảo thêm gốc này nữa đi. À. Cái cũ này cả nhà, nguyên cái cũ nè. Xíu em đo thử mình ăn cái cũ này luôn đi thôi. 400 ngàn một cây như vậy là mình chơi Tết vô tư nha cả nhà ha. Đó. Cũ này thì 15. Cũ 15. Còn cái hoành thì nói chung là nó dao động khoảng chừng bao nhiêu em? Cái lô này nó dao động cái hoành khoảng chừng bao nhiêu? Em như cái cây nãy là 10 nè, những cái gốc này thử nha. 10 15. Ừ. Rồi gốc này hoành thử coi. Hoành 10 luôn. Hoành 10 luôn hả? Dạ. À, có góc nào nhỏ hơn không hay là cỡ này thì mình trở lên? Cỡ này lấy lên không? Cỡ này trở lên, còn chiều cao nó cũng xem nhau vậy ha. Xem ha. Xem không? Xem ạ. Xem. Ở đó. Rồi, thân nói chung là thân cũng có cây nó cũng có uống lắc lượng nè cả nhà. Ừ. Thì mỗi nhà cả nhà cận thì cứ liên hệ đi, em quay từng góc chi tiết cho cả nhà mình xem. Tại vì cũng nhiều cây quá cho nên mình quay tham khảo một vài cây thôi cả nhà. Rồi như mấy góc này cả nhà. Đây để em quay cái góc cho cả nhà mình tham khảo. Đây cả nhà. Hồi xưa quấn giống như hình con rắn ha cả nhà ha. Ừ. Quấn đa dạng. Đúng. Rồi. À, chỉ có là 400 ngàn một cây, giá nhà vườn mình bao ship cả nhà. Bên đây em còn nhiều ha thương. Dạ còn nhiều anh. Ừ. Rồi 400 ngàn nha, bây giờ mình tới cái lô bự hơn nữa nha cả nhà. Rồi lô bự hơn là bên đây hả thương? Dạ đúng rồi anh. Ừ. Rồi, lô này thì 5 mùa 6 mùa. Lô này thì già hơn 1 mùa. Ha, hồi nãy là 4 5 mùa, này là 5 6 mùa nè. Dạ. Rồi cho anh xin thông số cái lô này đi em. Chiều cao mình đo được như cây này là cao 55 đi. Rồi. Lấy từ 55 lấy lên. 55 lấy lên, còn bên kia mình lấy khoảng chừng có chừng nào. Cái kia hồi nãy là bên đó em lấy từ cái này là 45 lấy lên á. 45 lấy lên, còn bên đây là 55 lấy lên. Ừ. Nó hơn một tấc nha cả nhà. Còn cái tán ngang khoảng chừng nhiêu em? Tán ngang. Như cây này cả nhà ơi. Tán ngang là 50. Rồi. Tán ngang là 50, còn 50 cái hoành là lấy lên luôn. Rồi, cái hoành đo cho mình. Hồi cái gốc nó bự hơn có thấy luôn cả nhà. Gốc này là hoành 10 mấy. 11. 11. Đó. Liền hết trơn cả nhà. Nhìn y chang cây á. Cái mai tàn, cái mai riêng đó cả nhà ha. À, cái này là giỏ Thu Đức nha, giỏ Thu Đức 6-7 mùa, đúng không em? 6-7 mùa rồi. Không? Ừ. Rồi. Cái gốc nó cũng bự hơn nè. Cái gốc nó bự, nói chung là để coi, gốc này thì nhỏ hơn xíu nhưng mà được cái là nó tròn lắm cái nha, cái tàn tròn, em cầm thử cây lên giùm anh thử ghê thôi. Đó, cái nhà cái mình tham khảo cái tàn này cả nhà. Đó, cây này thì mình vô luôn sao em? Cây này thì 500 ngàn một cây. Rồi, 500 ngàn một cây. Rồi, một cây bao ship. Ừ. Rồi, một cây là nhà vườn mình bao ship cả nhà. Nói chung là cái hàng này thì bên đây nhà vườn cũng có số lượng nhiều lắm nha cả nhà. Cái này hàng trăm luôn ha Thương. Dạ đúng rồi anh. Hàng trăm cây luôn cả nhà. Hàng này là hàng thường chậu từ nhỏ tới lớn nha. Rồi bây giờ mình có cái hàng nào bự hơn nữa không nè? Dạ có hàng này 550k một cây. Thêm 50 ngàn nữa không? Dạ đúng rồi. Rồi. Hàng này thì mấy mùa rồi Thương? Hàng này cũng 6 mùa lấy lên anh. 6 mùa lấy lên. Rồi cho anh tham khảo cái này cao hơn nha cả nhà. Thêm có 50 ngàn nữa là nó cao hơn nữa nè. Em đo giùm anh cái cây đó đi. Chiều cao cây này mình đo được là chiều cao là 77. Chiều cao 77. Vậy chiều cao mình lấy từ khoảng bao nhiêu trở lên được? Lấy 75 trở lên đi anh chơi dễ. Ờ. Thì tán ngang nó 50. Tán ngang 50. Rồi, đo mình cái gốc đi không? Trời ơi, cây này nó bự nha cả nhà. Cây này mình để bàn không được, cây này mình phải để lên cái đôn hay gì á cả nhà. Gốc 10 anh. Mấy gốc nhỏ nhỏ nãy mình để bàn được ha, cây này bự nha. Gốc này. Hoành là 10 ha. Dạ đúng rồi. Nó liền trơn cả nhà, đảm bảo là liền hết. Tàn rồi rất là ok. Ồ, cái lô này thì tàn nữa, với lại nó cao hơn nữa nha. Giống cao như hơn. Tàn thông nữa cả nhà. Tàn cũng ok hơn nhiều. Thời điểm này thì nó như vậy rồi, tới Tết chứ nó cũng xum xê trơn hắn thực. Đúng rồi. Dạ. Cái này em đôn ra được hai cây nè. Ừ. Cái này thì cứ mua về nhà vườn mình cứ để về Tết chơi qua luôn thôi. Rồi, cho anh coi vài gốc nữa đi thường. Đây cả nhà ơi. Quan trọng cái cũ á cả nhà. Đó cái cũ nè, cây này nguyên cái cũ dưới luôn nè cả nhà. Đó, mấy cây lồi lên dễ coi hơn. Ừ. Nè, cũ. Rồi. Cái này là 550 phải không em? Dạ đúng rồi anh. Rồi 550 ngàn một cây gì cả nhà. Là giá nhà vườn bao ship ha. Dạ đúng rồi. Ừ. Nhà vườn mình cũng con nói chung là cành nó cứng, nhà con nó sát sát cái cành vô nè cả nhà. Đó, Tết bông Tết nụ rồi này nọ nó cũng nhặt lắm ha em. Dạ đúng rồi, hàng này bao chơi Tết. Ừ. Đó. Rồi, vậy hôm nay là cái hàng
Gốc nhớ này mình có 3 giá hả thường? Dạ đúng rồi. Rồi vậy là 400 ngàn nè, rồi 500 ngàn với lại 550. Dạ, giá nhà vườn mình bao ship cả nhà. Dạ. Có gì cả nhà liên hệ nhà vườn giúp em, hát số điện thoại em để góc bên trái màn hình, số điện thoại cái Zalo á, thì bạn Thương sẽ lựa một vài gốc cho cả nhà mình tham khảo được, ủng hộ nhà vườn nha. Thì cái hàng này thì nhà vườn sẽ bó bầu mình gửi phải không em? Dạ đúng rồi anh, hàng này bỏ chậu bó bầu hết. Rồi nếu mà cả nhà ở gần bên Chợ Lách Bến Tre, cái nhà mình có điều kiện mình lại nhà vườn mình lấy á thì có giá ưu đãi. Với lại lấy luôn cái chậu này về luôn. Đúng rồi. Chậu không có nhiều tiền nhưng mà mình gửi mình sợ bể mất sức cái cây thôi cả nhà ha. Cứ clip này mong anh chị cả nhà mình ủng hộ nhà vườn của em nha. Nhà vườn em cũng mới lên giao lưu lần đầu tiên thôi. Rồi. Địa chỉ của em ở ấp Tân Trung, xã Hưng Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem hết clip nha. Cảm ơn cả nhà đã xem hết clip nha. Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Rồi.